Thì ở đây FP Market được đánh giá là 8,5 trên 10. Và broker này được đến từ Úc, hoạt động từ 15 đến 20 năm và điều kiện giao dịch thì ở mức là 2A. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MInvest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại và mình sẽ nhắc lại với các bạn cái cách cũng như là cái suy nghĩ của mình khi mà mình muốn tìm kiếm hoặc là khi mình muốn chọn một cái broker, mình muốn kiểm tra một cái độ uy tín một broker nào đó. Bởi vì như ở trong thời điểm tại các bạn đã biết và chắc hẳn là các bạn đã trải qua trong tình trạng đấy. Đấy chính là khi các bạn muốn tìm kiếm một cái broker hoặc các bạn tìm hiểu một thông tin về broker nào đó thì trên mạng nó có quá là nhiều thông tin và có rất là nhiều những cái thông tin nhiều khi nó là sai lệch và những là thông tin nó trái chiều. Vậy thì để kiểm tra và để check được như nào thì mình nghĩ là nó giống như những việc là chúng ta đi mua xe máy hoặc chúng ta đi mua ô tô, cho nên có những cái bước mà chúng ta cần phải check cái gì, chúng ta check phanh, chúng ta check đèn, chúng ta check hộp số, tất cả những cái đó. Khi mà chúng ta có những cái đấy, chúng ta list ra, chúng ta liệt kê được ra thì việc chúng ta chọn broker tốt nó sẽ dễ hơn cho các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý, đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn có thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Và ở trong ngày hôm nay mình sẽ lựa chọn broker mà mình nhận được khá là nhiều những cái lời hỏi cũng như là khá là nhiều những cái lời mà muốn check cái độ uy tín của broker đó thì mình sẽ lấy và mình sẽ sử dụng ở trong video ngày hôm nay. Và các bạn có muốn check những cái thông tin nào hoặc muốn check bất cứ broker nào, nếu các bạn vào đây chưa tin tưởng hoặc các bạn cảm thấy là có gì còn lăn tăn thì các bạn để hỏi mình hoặc là bạn thì comment ở dưới cái video này, bởi vì mình biết là có rất là nhiều những bạn khác rất là giỏi thì biết đâu các bạn sẽ có thông tin về những broker mà đang lăn tăn hoặc các bạn đang tìm kiếm. Thì ở trong ngày hôm nay thì mình sẽ check về FP Market. Thì như bạn đã thấy là cái phần comment ấy, trong comment có, trong email có, trong tin nhắn gửi cho mình có rất nhiều câu hỏi hỏi về broker này. Thì tiện đây mình sẽ lấy đây là một cái ví dụ để chúng ta sẽ cùng xem. Và đầu tiên ấy, khi mà chúng ta tìm một hiểu một cái thông tin về bất cứ broker nào, chúng ta nên vào cái trang chủ của cái trang web đó. Thường thì những broker mà họ nghiêm túc thì họ sẽ có những cái trang chủ được thiết kế đẹp và là khá là chuyên nghiệp. Và cái này nó chỉ là đánh giá về cái mặt cảm quan thôi. Và như ở FP Market thì với mình đánh giá thì nó ở mức là dễ dàng và dễ sử dụng. Thông tin thì có đầy đủ và nó không bị ẩn đi bất cứ cái thông tin nào. Đây là điều mình đánh giá nó khá là quan trọng. Vì nhiều khi các bạn thấy nhá, có rất là nhiều người người ta muốn ẩn đi những cái thông tin không muốn nhìn thấy. Ví dụ những thông tin về việc làm rút tiền hoặc những thông tin về những feedback của khách hàng hoặc thông tin về những ngày thành lập giấy phép, đúng không ạ? Nhưng ở đây thì chúng ta thấy được là nó có tương đối là đầy đủ, ví dụ spread rồi đòn bẩy về tính năng chăm sóc khách hàng. Đầu tiên sau khi chúng ta check được về cái ngoại hình nhé, giống như kiểu các bạn đi mô tô như hôm nãy mình nói, các bạn xem một tổng thể về cái ngoại hình trước đó thì sau đấy chúng ta sẽ cần xem về những cái loại giấy tờ, những cái loại pháp lý của nó. Thì ở đây mình hay vào trong những cái phần đấy là về phần giới thiệu của từng cái broker. Ví dụ FP Market thì ở đây mình thấy được thành lập từ năm 2005 và bây giờ 2023 thì ở đâu đó khoảng gần 20 năm, cũng khá là lâu. Ngoài ra thì họ có một vài giấy phép của những cơ quan giám sát ASIC, CSEC, FSCA và FSA. Và các bạn thể nốt lại những cái tên như mình đã nói thì đây những cơ quan giám sát ở trong những lĩnh vực này. Và đây là một điều mình đánh giá khá là cao khi cho tìm kiếm hoặc cho tìm hiểu về thông tin về bất cứ broker nào. Ngoài ra thì về mặt giải thưởng, cái này là một cái điều mình cũng xem nhưng mình đánh giá không cao lắm. Ví dụ như ở đây thì FP Market đã đạt được 40 giải thưởng ở trong cái lĩnh vực, trong cái ngành của họ. Nhưng mà nhiều khi mình nói là nó không đáng tin tưởng lắm mà mình không quan tâm nhiều lắm, vì các bạn biết đấy, nó như kiểu là marketing cũng như là nó là kiểu nhiều giải mà nó không thực sự nó quan trọng. Nhưng mà ở đây thì 40 giải mình nghĩ là con số khá là ấn tượng. Nhưng mà tất cả những cái đấy, như mình nhắc lại, nó vẫn chỉ là cái bề mặt thôi, nó vẫn chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Mỗi cái trang web, tất cả những thông tin đấy, họ muốn đưa ra những thông tin gì họ hoàn toàn họ thể đưa lên. Thì đấy cái điều mà chưa có cái cảm quan tốt, chưa có một cái điều về cái giao diện tốt thì đấy là cái đã là một cái ưu điểm nhé, chứ nó không phải là cái điểm quyết định. Cái điểm mà mình đánh giá cao hơn đấy chính là mình sử dụng những trang web khác. Cụ thể ở đây là mình xem sử dụng trang web là Whois để mình xem cái tên miền của FP Market được đăng ký và được bắt đầu hoạt động từ thời điểm bao giờ. Như bạn ở đấy thấy ở đây thì từ tên công ty thành lập đến năm thành lập nó đều hiển thị ở đây hết.
Và cái trang web này hoạt động từ năm 2004, và cái thời gian mà họ công bố bắt đầu thành lập ở trên web thì là 2005. Thì mình nghĩ đơn giản đây là một cái khoảng thời gian nó khá là lâu, đấy điều quan trọng này. Cái thứ hai nữa, hai khoảng thời gian nó không chênh nhau, cái thời gian của trang web nó được đăng ký trước và thời gian công ty được thành lập sau. Thì có thể là ở trong giai đoạn đấy thì là một cái giai đoạn chạy thử hoặc là một cái giai đoạn chạy demo gì đó. Thì đối với mình, đối với sự cẩn thận là mình không có nghi ngờ gì lắm ở trong cái giai đoạn này, trong cái điểm này. Nếu các bạn muốn check broker mà khi đó bạn thấy nhá, ví dụ nằm ở trong thời điểm hiện tại năm 2023 mà cái broker của bạn nó đăng ký tên miền ở trong web ở phần register on và đăng ký vào năm ví dụ khoảng 2022 hoặc nó cũng năm đăng ký vào năm 2023, tức là khá gần so với thời điểm hiện tại, thì đấy là cái thời điểm mà các bạn cần phải cẩn trọng rất rất là nhiều. Ví dụ như ở đây thì từ 2005 đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là lâu rồi. Ngoài ra thì mình cũng sử dụng thêm những cái bên thứ ba, những cái cộng đồng, những cái bên thứ ba nữa để mình check thêm thông tin. Ví dụ như ở đây mình sử dụng là WikiFX, thì ở đây FP Market được đánh giá là 8.5/10 và broker này được đến từ Úc, hoạt động từ 15 đến 20 năm và điều kiện giao dịch thì ở mức là 2A. Và đây là một cái số điểm các bạn có thể xem và có thể tham chiếu ở trên màn hình. Ngoài ra thì wiki mình thấy vẫn chưa đủ nên mình sử dụng thêm một trang web nữa ở trong thời điểm hiện tại mình hay xem, đây chính là Trustpilot. Thì đây là một cái trang web của cộng đồng ở nước ngoài, họ hay review cũng như đưa ra những cái đánh giá của họ. Như các bạn đã biết nhé, về việc giấy phép này, về việc trang web, tất cả mọi thứ thì đấy là những cái mặt kiểu bên nổi, nhưng mà cái mà đánh giá tốt nhất chính là đánh giá từ những người khác và đánh giá từ những người đi trước ấy. Thì ở Trustpilot ở đây mình thấy là họ đánh giá đến 4.9 sao với 5.300 lượt đánh giá, và đây là những đánh giá đến từ những cái khách hàng, đến từ những nhà phân tích tài chính. Và cụ thể, ví dụ như ở đây các bạn muốn xem những cái đánh giá 5 sao, các bạn muốn xem cụ thể họ bình luận gì, các bạn có thể tua xuống bạn xem ở dưới đó. Thì đây là cái thông tin mà mình đánh giá nó khách quan và nó khá là chi tiết. Rồi nhá, đấy là cái phần đầu. Phần đầu tiên các bạn check, thứ nhất các bạn check về ngoại hình, phần thứ hai các bạn phải check về cái who is để xem cái trang web và đăng ký thành lập từ bao giờ. Và sau khi chúng ta check những cái nội dung này xong thì cái mà mình quan tâm tiếp theo khi mình tìm kiếm thông tin về một cái broker nào đó, đấy chính là mình xem là ở đó họ có cung cấp những cái loại tài khoản nào để cho sử dụng, cho đưa ra những phân tích cũng như là nhận định của chúng ta. Thì ở đây ở FP thì họ có hai loại tài khoản, một là raw và một loại tài khoản là standard. Đối với tài khoản standard, tài khoản tiêu chuẩn thì spread là cố định, và tài khoản raw thì là tài khoản ECN, spread nó thấp hơn nhưng mà nó sẽ là thả nổi. Và đây là tài khoản mà khá là nhiều những cái trader, những cái bạn phân tích tài chính chuyên nghiệp sử dụng. Và để làm một cái bước nữa, các bạn cần phải so sánh cái loại tài khoản của các bạn, của cái broker bạn đang tìm kiếm, với cái mặt bằng chung. Ví dụ như ở FP Market thì cái loại tài khoản raw FP Market đang có cái mức cạnh tranh khá là rõ rệt so với những cái broker khác ở trên thị trường. Phí của nó là $6 một lot và cái spread nó dao động khoảng từ 0. Cái phí nó thấp hơn $1 so với IC Market. Và một thông tin nữa mình có check được ở trong cái quá trình mình xem và tìm hiểu thì cái founder của IC Market và cái founder của FP Market đều là một người đó. Tuy nhiên mình cũng có tìm hiểu thêm là lý do tại sao họ phải thành lập ra hai brand khác nhau. Thì theo những thông tin họ đưa ra thì nó sẽ tập trung vào hai loại, hai định hướng khách hàng khác nhau. FP thì sẽ ưu tiên đối với những cái loại phí rẻ, những loại tài khoản rẻ để tối ưu hóa được cái chi phí giao dịch. Ngoài ra theo những cái thông tin mình đọc được ở đây thì đối với loại tài khoản raw thì sẽ đẩy những cái nhận định, những cái phân tích, những cái lệnh của các bạn lên interbank, lên thị trường liên ngân hàng. Đấy nhá, về sau các bạn check về loại tài khoản nhá. Thì như ở đây thì có hai loại tài khoản raw standard. Và rất là nhiều những cái broker khác họ cung cấp rất là nhiều loại tài khoản và nhiều khi các bạn bị rối. Nhưng vấn đề khi bạn xem tài khoản, thứ nhất là xem nó có phí giao dịch hay không, thứ hai có miễn phí qua đêm hay không, và thứ ba spread nó như thế nào. Tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho bạn tối ưu cái phần chi phí của bạn trong cái quá trình giao dịch. Sau đó nữa về loại tài khoản, cho xem đến cái platform, tức là cái nền tảng họ cung cấp. Và như ở đây các bạn thấy họ cung cấp MT4, MT5 Web và Ctrader. Thì ở trong này mình đánh giá MT4, MT5 nó khá là thân quen với các bạn rồi. Ngoài ra Ctrader là một phần mềm phân tích và nhận định, thì cái này khá là nhiều bạn trader nước ngoài sử dụng. Nó trực quan hơn và nó có một vài tính năng ưu điểm hơn thằng MT4 và MT5. Nếu các bạn muốn thì bạn thể xem và có thể cài thử Ctrader để xem những tính năng của họ so với MT4 và MT5 như thế nào. Vì mình đánh giá là MT4, MT5 thời điểm hiện tại nó khá là cổ lỗ và nó cũng khá là lâu đời rồi, nên là nó không được cập nhật và nó không có nhiều tính năng mới. Sau đó thì về những loại hàng hóa để cho có thể sử dụng để phân tích cũng như đưa ra nhận định, ở đây họ có khá là nhiều và đa dạng, từ cổ phiếu này, kim loại, chỉ số, hàng hóa khá là nhiều. Và bên crypto thì cũng có, tức là bên tiền kỹ thuật số họ có những loại tài sản cho đưa ra phân tích, ví dụ Bitcoin và ETH. Thì về cái mặt loại tài sản thì mình đánh giá là ở trong thời điểm hiện tại các cái broker nó khá là giống nhau, khá là tương đồng với nhau, chứ không nó còn một cái sự khác biệt quá là lớn như thời điểm trước kia nữa. Nên cái phần này với mình không quá là quan trọng. Mình quan trọng về loại tài khoản spread rồi phí qua đêm nhiều hơn.
Về cái phần mà nạp rút thì ở đây mình có xem qua, thì như FP Market thì họ cũng có đưa ra khá là nhiều cái loại hình để nạp rút qua thẻ, rồi qua bank transfer hoặc là qua những cái ví điện tử, thì bạn thì xem cụ thể ở trong cái phần này. Mình sẽ không có nói quá là nhiều về phần này. Cái điều quan trọng tiếp nữa về bất cứ broker nào đấy là mình hay xem là họ có phần live chat, tức là phần chat trực tuyến hay không, và cái người hỗ trợ sẽ là người Việt hay là người nước ngoài. Thì như ở FP Market thì mình thấy ở đây họ đều có cái phần đó, phần live chat, tức là phần chat trực tuyến, cũng như những người hỗ trợ từ nước ngoài. Thì cái này nó là một cái rất là lớn giúp chúng ta thoát được cái rào cản về ngôn ngữ, và nếu chúng ta có bất cứ một cái vấn đề gì thì có thể hỏi, có thể liên hệ hỗ trợ với họ trực tiếp ở trong web đó. Và đó thì đấy là cái cách mà mình hay xem và mình hay check về bất cứ một cái broker nào, thì mình để list lại cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét về ngoại hình, cái giao diện nó sẽ là một cái giao diện tốt, cái giao diện ổn, trông nó chuyên nghiệp, trông nó đàng hoàng hay không. Thứ hai chúng ta check cái thời điểm thành lập nó thông qua trang web là Who Is. Và thứ ba nữa là gì, sau khi những cái kia nó ok, chúng ta check để nó có những loại tài khoản. Thì tài khoản chúng ta check về spread, check về phí qua đêm, check về những cái phí giao dịch của nó có những cái phí nào nó ẩn hay không. Ngoài ra nữa thì chúng ta check đến cái gì, chúng ta check đến là cái kênh hỗ trợ, những cái kênh support cho các bạn, đấy là điều khá là tốt. Ngoài ra còn cái phần mà giấy phép của nó nữa, đấy là một phần rất là quan trọng, các bạn đừng quên cái điều đó. Và đó, đấy là những cái bước mà mình vẫn hay sử dụng để mình check, và nếu các bạn xem các bạn có thấy những cái điều gì thiếu thì các bạn hãy bổ sung thêm giúp mình nhé. Và có cái điều cuối cùng nữa, với điều rất là quan trọng mà không bao giờ mình quên để mình nhắc các bạn, để dù các bạn tìm kiếm thông tin hoặc tìm hiểu về bất cứ broker nào đó và các bạn quyết định mở tài khoản, thì cái loại tài khoản đầu tiên các bạn nên mở đấy là tài khoản demo, để chúng ta hiểu về những cái gì chúng ta học, hiểu về những kiến thức của chúng ta, và sau đó chúng ta biết được cách thức của thị trường vận động, cách thức của những loại hàng hóa tiền tệ chúng ta phân tích nó như thế nào. Và sau khi các bạn hiểu xong thì các bạn hãy nghĩ đến câu chuyện nó xa xôi hơn, vì những cái thị trường các bạn quan tâm, vàng, dầu, bitcoin, chỉ số, này thị trường mạo hiểm, và chắc chắn các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư nếu các bạn không kiến thức và bạn không kinh nghiệm. Nên nhớ nhé, dù tìm kiếm bất cứ loại tài khoản nào tốt nhất đi đến đâu đi chăng nữa, thì loại đầu tiên các bạn nên mở đấy chính là loại tài khoản demo, chứ không phải loại tài khoản nào khác, được không ạ? Và đó, đấy là những điều mình muốn chia sẻ và gửi gắm mọi người trong video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.